chuyện con chuyện cháu, một đời khó nhọc đầy ắp ân tình, một đời hy sinh yêu không kể hết. Chúng tôi yêu phép Ba Béo nhà tôi. Chúng ta đang cần một nhân sự cấp quản lý thường trú 2 năm tại thị trường Nhật Bản. Không ai phù hợp với vị trí này hơn cô Trang. Em có cảm giác là không phải sếp tổng muốn em được thăng chức, mà chỉ là muốn em đi ra xa khỏi tầm mắt của sếp thôi. Cô có thể không phục, nhưng quyết đoán, đó là phẩm chất cần có của một người quản lý. Nhưng rất tiếc, tôi lại không thấy cô có điều đó. Ở đây em còn có mẹ này, có một đứa em dại. Con sẽ bỏ học, con sẽ đi được vẽ. Nếu mà còn vẽ vời ấy, nói một lần nữa, không là không. Cho dù mẹ có đánh hay có mắng thế nào đi nữa, thì mẹ vẫn là người thương và lo cho em nhất đấy. Có đứa nào mà mẹ không phải lo? Lo từ lúc trong bụng, lo đẻ ra cho lành lặn, khỏe mạnh, lo nuôi cho lớn lên nên người, lo dựng vợ gả chồng, lo công ăn việc làm. Làm mẹ bao giờ chết mới hết lo con ạ. Em tưởng mình em biết cáu đấy à? Tôi cáu đấy. Tôi cằn nhằn, tôi khó chịu, tôi sưng sỉa lên đấy, tôi làm sao ở Đức? Thế anh nghĩ là vì ai mà tôi trở thành con người như thế này? Em cứ như thế bảo sao không ai ưa nổi em. Cái thái độ này là như thế nào ở Đức? Anh hối hận đúng không? Anh hối hận vì đã lấy tôi đúng không? Đây không phải chuyện tùy tiện mà nói ra được đâu nhá. Này Đức, trong cuộc đời này tôi chỉ mới làm đúng một chuyện tùy tiện. Đấy là tôi đã lấy anh đấy. Ngày mai chị dành một ngày cho em được không? Tại sao lại cứ phải là ngày mai? Bởi vì mai là ngày giỗ mẹ em. Cháu có bao giờ thắc mắc về cái chết của mẹ cháu không? Chị ơi, chị cho em nhận lại con bé chị nhé. Chị đi gặp mẹ chị đi, chị không việc gì phải e ngại tôi đâu. Anh có tin em không? Cô bảo tôi phải tin cô thế nào bây giờ?